Kính thưa sư, con và bạn gái yêu nhau, nhưng tuổi của con và bạn gái lại khác nhau trong tứ hành xung. Sư thích những cái câu hỏi như vậy nè. Tuổi trâu và tuổi chó, con và gia đình có đi xem tử vi ở rất nhiều nơi. Ai cũng khuyên là không nên lấy nhau, họ bảo rằng cưới nhau về trước sau cũng ly hôn. Và họ nói như nhau về độ tuổi mà hai đứa con sẽ ly hôn. Sư có cho con lời khuyên được không? Con cảm ơn sư nhiều. Tại sao sư nói sư thích? Tại vì nó thực tế. Còn nhiều vị hỏi câu trên trời dưới đất, nó không gọi là mình nói cho nó thỏa mãn cái tưởng của mình thôi, chứ còn mình không xài tới. Thành ra là có những câu hỏi thực tế thì sư thích là bởi vì nó áp dụng được, xài được. Sư nói nó vui một tí xíu ha. Tức là cái tuổi này chỉ có hai đường thôi. Một là ở với nhau không hợp ly hôn. Hai là kiểu gì là cũng chết. Một là chết vợ, hai là chết chồng, ba là cả hai cùng chết. Chỉ có hai con đường đó thôi, không có đường nào khác hết trơn. Mà quý vị xét coi có cặp vợ chồng nào không đi hai con đường đó không? Hả? Một là ở nhau không hợp ly hôn. Hai là sống với nhau, một là ông chết trước, hai là bà chết trước, ba là cả hai cùng chết. Cặp vợ chồng nào cũng vậy hả? Tôi nhớ Hòa Thượng Thanh Từ có nói một câu rất là vui. Có người lên xin Hòa Thượng coi nhà. Hòa Thượng nói cái nhà này chỉ có hai số thôi. Một là số sát chủ, hai số đổi chủ. Hai số, không có số thứ ba. Quý vị nghĩ là có đúng không? Thì một là mình ở đó, mình ở tới chết thì đương nhiên là số sát chủ. Ở tới chết mà. Hai là mình ở chán, mình không muốn ở nên mình bán đi, mình có số đổi chủ. Chỉ như vậy. Bất kỳ một cái nhà nào cũng như vậy. Mà ở đây bất kỳ một cái gia đình nào cũng như vậy. Cha mẹ mình cũng vậy, ông bà mình cũng vậy. Ở với nhau, một không hợp ly hôn. Hai là ở với nhau là một trong hai bên chết hoặc cùng chết. Đơn giản. Tại sao mình lại đặt nặng cái vấn đề đó để rồi là mình phải băn khoăn? Thêm một vấn đề nữa như vậy. Quý vị đi ra ngoài tòa án á, đặc biệt là cái bên mà ly hôn á, cái bên mà giải quyết các vấn đề hôn nhân, rồi quý vị nói chuyện rồi mình thử mình kiểu giống như là mình bàn ra mình tám chuyện á, rồi mình hỏi thống kê chị hay là anh thống kê giùm em coi là mấy cái đôi mà hợp tuổi á, ly hôn nhiều thì ít, rồi mấy cái đôi mà khác tuổi ly hôn nhiều thì ít. Họ nói cho quý vị nghe là đôi nào cũng ly hôn hết trơn. Hợp tuổi, không hợp tuổi đều ly hôn ráo chọi hết trơn. Cái vấn đề không nằm ở cái chỗ hợp tuổi hay không hợp tuổi. Cái vấn đề ở cái chỗ là lấy nhau về ăn ở với nhau như thế nào. Có làm theo như cái lời đề nghị của Đức Thế Tôn ở trong Kinh Tạng là người chồng sống cho đúng trách nhiệm người chồng mà người vợ sống đúng trách nhiệm người vợ hay không? Khi hai vợ chồng sống đối đãi với nhau tốt, hai vợ chồng sống bền. Còn chồng mà không ra chồng, vợ không ra vợ thì sớm muộn cũng ly hôn. Cho nên cái vấn đề là nằm ở cái chuyện là hai người sống với nhau như thế nào, có đúng với chánh pháp hay không, có đúng với lời dạy Thế Tôn hay không. Giữ được hạnh phúc gia đình thì tự nhiên khỏi cái ly hôn. Còn cái chuyện mà quý vị ngó số thì sư xin thưa cứ đi lên trên tòa án. Đi lên tòa án nha, hỏi người ta rồi người ta đập vào mặt cho táo quả nha. Hợp tuổi cũng ly hôn, khắc tuổi cũng ly hôn, cái tuổi cà chớn cũng ly hôn, tuổi gì cũng ly hôn ráo chổi chân. Thành ra cái chuyện coi tuổi đó thì sư nói nó không có bằng chứng đâu nha. Đó thì đó là những cái mà sư nói tới nói lui nói cả trăm năm sư cũng nói vậy. Không biết về vấn đề này thì đại đức Tuệ Tương có cái nhìn như thế nào? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, về cái vấn đề mà gọi là hôn nhân nói chung thì nếu vị muốn tham khảo nghe các vị cái việc hôn nhân này nè, theo đúng tinh thần là Phật dạy như thế nào thì quý vị có thể tham khảo quyển sách mà những lời Phật dạy của
tỳ kheo bố thí, tiến sĩ Bình Đăng Sơn dịch dịch Việt, thì trong đó có phần hôn nhân đó. Vị sẽ đọc đọc trong đó coi là Phật dạy thế nào, vị sẽ hiểu rõ hôn nhân. Nhưng mà ở đây xe sư sẽ trích một cái câu chuyện về vấn đề mà hôn nhân đó. Hôn nhân đó mà làm sao để có sự gắn bó với nhau trong đời này và trong những đời sau, và trên cái hành trình, nếu mà mình là Phật tử nha, đây chỉ nói chưa chỉ nói khía cạnh Phật tử thôi, còn nếu đã không Phật tử thì sư sẽ thì cái này sẽ không phù hợp với vị, có thể không phù hợp nha. Còn nếu mà không phải Phật tử mà nếu áp dụng đúng thì vẫn đem lại 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 thì câu chuyện như vậy. Câu chuyện là có hai vợ chồng của Nakula, cha mẹ của Nakula thì mới đến hỏi Đức Phật là bạch ngài, từ khi mà chúng con cưới nhau á, thì cha ngay cả trong tư tưởng á, chúng con ngay cả trong tư tưởng nha, ngay cả trong tư tưởng của con và vợ con á, còn chưa có ý nghĩ gì để xúc phạm, nghĩa là tổn thương xúc phạm nữa, thì huống chi là đến thân với khẩu. Thì tụi con á mong có mong muốn á, có mong muốn á là gặp nhau trong đời này, đã gặp nhau đời này rồi gặp nhau đời sau, và giúp đỡ nhau trên hành trình giải thoát lưu sinh tử luân hồi, thì tụi con phải làm thế nào? Thì Thế Tôn ngài mới nói là nếu mà làm được điều đó đó, thì phải hai người đều phải có đồng đẳng bốn pháp này, đó là tín, có nghĩa là cái niềm tin đồng đẳng, niềm tin chân chánh đồng đẳng, niềm tin chân chánh đồng đẳng với nhau. Thứ hai là thí, tức có nghĩa là bố thí, có nghĩa là hai người bố thí đây mình không phải là mình mới cho đi, nhưng mà cái tâm cái trạng thái tinh thần có nghĩa loại loại là có cái tâm hào sảng đó, cái tâm thí xã đó. Tín thí đúng không? Thứ ba là giới, nghĩa là hai người cũng phải đạo đồng đẳng về giới, nghĩa là giới hạnh về cái phẩm hạnh đó, về cái đạo đức đó, và cuối cùng là đồng đẳng về trí tuệ. Thì khi mà nói mà ngay cả trong cuộc sống mình là người Phật tử, hay thậm chí mình là Phật tử, mà cái chuyện mà gia đình, chuyện hôn nhân đó, thì mình muốn gắn bó nhau thì mình áp dụng là Phật dạy thế thôi. Đúng không? Còn như Đức Hạnh tại trả lời sư hoàn toàn đồng ý. Còn nếu mình sống mà không theo tinh thần là Phật dạy đó, thì mình sống theo cái bản năng của phiền não dẫn dắt mình, nó dẫn dắt mình từ yêu nhau, quấn quýt bên nhau, thương nhau, nhưng mà đúng không, rồi đỡ nhau thời gian chán rồi chia tay đó, tất cả là phiền não hết, thậm chí nó dẫn mình đến đau khổ. Cho nên là suy ra cuối cùng đó, là cái vấn đề mà hợp hay không hợp đó, quan trọng nhất là quý vị xem quý vị có đồng đẳng được bốn cái điều đó, bốn bốn cái điều mà cái Phật dạy mà sư vừa trích ra trong cái phần mà trong cái phần chúng quyển như là Phật dạy thì khi bố thí. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Thì sư cũng giới thiệu cho quý vị đó là sư đã có cái video về cái lời Phật dạy về hạnh phúc trong hôn nhân ha. Đó thì quý vị muốn biết thì quý vị có thể xem ở trong đó, thì sư sẽ hướng dẫn một cái nhìn nó tổng quan về cái vấn đề hôn nhân và làm sao để giữ gìn hạnh phúc. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.